Xin được chúc cho ông Nhi với Đông Cao Thắng. Ông Nhi với Đông Cao cái gì vậy? MC Quốc Dân đó. Mở cửa cho tôi đi, tôi cho tôi biết cái này là cái gì đi nào. Chồng ơi, sao anh ơi, anh phải mở cửa cho em vô chứ. Chùi gì là anh tự mở cửa, anh tự vô luôn. Tôi mở cửa cho bà để bà vô bà thấy thôi. Bây giờ mở cửa cho bà vô là thấy như thế nào? Cũng đúng. Ôi trời ơi, phòng đẹp kìa. Đây là cái khu bếp khách, phòng khách. Trời ơi, cưng quá vợ. Eo ơi. Trời ơi, mình đi ăn đám cưới hay là đi nghỉ dưỡng về chồng? Đi nghỉ dưỡng còn chưa chắc là mình sẽ đi mấy cái nơi này đúng nhỉ? Trời ơi, kìa xin. Thích quá kìa. Oh my god. Trời ơi, biết gì là em ăn đồ bơi luôn anh xin ơi. Đen gì mà chết. Trời ơi. Trời. Ê ông nội, ông đụng tôi, ông không hề xin lỗi gì hết. Rồi ông còn nói chuyện ngang ngược dữ vậy. Mình là ở dùng phòng nào vậy anh xì? Hình như là cái này. Oh my god. Oh, dễ thương quá à. Ê cưng nha anh xì. Trời ơi, mẹ ơi. Trời ơi. Anh xin ơi. Má ơi. Dì với Cao Thắng chắc chết quá anh xin ơi. Má ơi, trời lớn quá. Hai đứa em này trời lớn quá. Chết rồi. Wow, anh xin ơi, bãi biển kìa. Đẹp quá kìa xin. Trời ơi, anh xin ơi. Anh của em đến giờ này cũng chưa có đạp mấy cái cát đó anh xin. Với cái nước biển á, anh ghét biển nên chưa bao giờ tới giờ, chưa bao giờ vô luôn. Hôm nay vô đi anh xịt. Vô đi. Vô đi. Trời ơi, cho tôi ngắm cảnh đi, không cho ngắm cảnh. Cái gì anh xịt? Rồi, mình khám phá phòng kia nữa đi xịt ơi. Anh không có thời gian ngủ đâu, anh phải đi đó. Sao vậy? Ơ chồng ơi, cái này bật đèn như nào vậy nhờ? Không biết bật đèn. Ơ rồi, ok. Yeah. Yo. Này. À, phòng này là Garden View. Phòng này là chắc là cho mấy đứa em trợ lý. Rồi. Ý chà. Ý, đây cũng đẹp luôn nhá xịn. Hợp lý. Đây. Bây giờ là mấy giờ? 5 giờ. 4 giờ là mình phải có mặt chụp hình. 5 giờ bắt đầu. Đấy, hợp lý. 6 giờ là ăn tối. 8 giờ là dancing hả? Anh xin ơi. Trời ơi, hôm nay chơi múa đồng luôn anh xin. Múa đó. Chơi múa đó, chơi nhảy đó, dancing đó. Trời ơi. There is a pool. Yeah. Yeah, xin. Bring a change of clothes if you like. Nhưng mà vấn đề là mình không có đồ. Mình không có đồ mà để mình chơi dancing anh xin ơi. Dress code is whatever you want. Sai quá sai. Còn ngày mai là mình bay sớm rồi, cho nên mình không có ăn được buffet đâu. Thôi.
Hello chồng, chồng ơi. Chồng có muốn gửi lời cho hai vợ chồng mới không nè? Hai chồng nào mới? Hai vợ chồng mới là hôm nay sẽ trở thành hai vợ chồng đó. Đó, không biết gì đó, trời ơi, nói chuyện mà không có, sao kỳ vậy? Não đâu rồi? Trời ơi, thằng chồng Minh của tôi đâu rồi? Đeo cái này đi cho tôi ngọt thở. Cái gì vậy? Nói đó cho tôi đi. Được chứ. Xin được chúc cho nói chuyện bớt thái độ. Bớt. Xin được chúc cho ông Nhi với Đông Cao Thắng. Ông Nhi với Đông Minh. Ông Nhi với Đông Cao Thắng. Ông Nhi với Đông Minh. Cái gì vậy? Oh my god, không tin luôn. MC Quốc Dân đó. Xin được chúc cho Đông Nhi với ông Cao Thắng. Yeah. Chừng. Con cháu đầy đặn, hạnh phúc viên mãn. Và quan trọng nhất, khách khứa đi tìm người xì sọc sọc chút xíu để lấy lại vốn. Yes. Đúng rồi đó. Và Harry cũng y chang như chánh đành, không khác gì hết. Đấy. Copy pass. Anh xin, không phải copy pass, anh nói vậy là sai. Vợ chồng là một. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Vợ chồng người ta tối nay mới là một. Nói chung một phòng đếm tiền. Còn khách cứ đi vào nhiều. Vợ chồng đó mới là một. Tôi bye bye, rất gặp hen. Bye bye.